Sky Tour Movie của Sơn Tùng MTP leo top trending toàn thế giới sau 24 giờ thả cửa trực tuyến và Quỳnh Anh nhận định vị trí Sơn Tùng là số 1. Sơn Tùng MTP không chỉ có số lượng fan đông đảo và đồ nổi tiếng ở Việt Nam mà tên tuổi của Sơn Tùng còn lan rộng ra đến toàn thế giới. Mọi sản phẩm của Sơn Tùng luôn nằm ở top trending. Và mới đây, Sky Tour Movie, phim tài liệu về dự án âm nhạc cùng tên của Sơn Tùng MTP đã chính thức ra mắt trên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix từ ngày 2 tháng 9 vừa qua. Được biết thì đây không chỉ là lần đầu tiên một phim tài liệu âm nhạc của Việt Nam được phát hành tại 190 quốc gia, mà còn là phim tài liệu âm nhạc thứ hai của toàn châu Á được Netflix cho phép phát sóng trên toàn cầu sau sản phẩm đến từ nhóm nhạc Arashi của Nhật Bản. Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Sơn Tùng tại Việt Nam, phim nhanh chóng lọt top 1 trending Netflix chỉ sau 24 giờ phát hành. Phim còn leo top trending now và top phổ biến trên toàn thế giới. Đây là một thành tích thực sự đáng tự hào với ekip của Sky Tour nói riêng và cả điện ảnh Việt Nam nói chung. Thế nhưng thì thành tích này cũng không quá bất ngờ bởi sức ảnh hưởng của Sơn Tùng trên thị trường quốc tế vốn đã được hình thành từ trước đó. Ông Raphael Phan, người phụ trách nội dung khu vực Đông Nam Á của Netflix, từng đánh giá về âm nhạc của Sơn Tùng MTP có sức lan tỏa ngoài biên giới. Tài năng nghệ thuật của anh gây được tiếng vang lớn, không chỉ đối với người hâm mộ Việt Nam mà còn ở các thị trường nước khác bên ngoài Đông Nam Á. Hiện nay có hàng triệu người tại Việt Nam và các khu vực khác yêu thích âm nhạc của nghệ sĩ Sơn Tùng MTP. Vì vậy Netflix cảm thấy rất vui khi có được cơ hội giúp anh ấy thắt chặt thêm sự kết nối với người hâm mộ bằng cách mang bộ phim tài liệu âm nhạc này đến với khán giả tại 190 quốc gia trên toàn thế giới. Và với thành tích hiện tại, rõ ràng thì Netflix đã có hướng đi đúng khi quyết định mở cửa trình diễn rộng cho Sky Tour Movie hay Phạm Quỳnh Anh, cô cũng từng với Quang Huy, quản lý của WePro Entertainment, nơi Sơn Tùng từng hoạt động ở đấy những ngày đầu tiên khi mới vào nghề. Cô chia sẻ về Sơn Tùng. Cô luôn theo Sơn Tùng và thấy được anh đang ngày càng chứng tỏ mình là người có quan điểm về nghề rất nghiêm túc. Tùng không phải dạng vừa. Sơn Tùng còn chưa bước qua được tuổi 30, mà sự cống hiến nền giải trí của Sơn Tùng ai cũng nhìn thấy rõ. Ở vị trí như Tùng thì phải là tinh thần thép, chứ không thực sự là đi mất. Vị trí của Sơn Tùng đang là số 1. Ở vị trí của Sơn Tùng, mọi người cho rằng anh ấy đang ở đỉnh này thì qua đỉnh khác phải cao hơn nữa. Tôi tin rằng khi Tùng có thêm thời gian, bạn ấy sẽ còn nhiều điều kinh khủng hơn ở tương lai. Có thể thấy có được thành công như ngày hôm nay, Sơn Tùng đã rất cố gắng. Từ những ngày đầu gạch đá cho đến khi anh chứng minh cho mọi người thấy anh không hề đơn giản và từng bước ngày càng nâng cao giá trị và tên tuổi của mình ra bên ngoài. Những sản phẩm của Sơn Tùng gần đây luôn nhận được sự quan tâm của tất cả khán giả trong và ngoài nước. Gia đình Việt xin chúc mừng Sơn Tùng MTP với sản phẩm Sky Tour Movie đã đạt được top trending trên toàn thế giới sau 24 giờ thả cửa trực tuyến nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy subscribe để cập nhật những video tiếp theo nhé.